thấy em gái có hành động lạ như bị vong nhập, đến gần xem thì phát hiện ra là chúa tể Phi Phai. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Em có kêu hồi máu à, ta hồi máu à. Vừa mới nghỉ hè được một tháng thì người anh phát hiện em gái của mình thường xuyên có những hành động lạ, nhảy nhót như bị vong nhập và kèm theo đó là tiếng nhạc kỳ lạ, khiến anh trai không khỏi hoang mang. Một buổi tối bình thường, anh trai bỗng nghe tiếng lạ từ phía của cô em gái phát ra, kèm theo đó với điệu nhảy trông vô cùng kỳ lạ. Ngay lập tức, anh trai liền tiến đến gần để xem có hiện tượng lạ gì xảy ra. Bất ngờ khi phát hiện thì ra cô em gái của mình là chúa tể Phi Phai đang thực hiện nghi thức hồi máu để chuẩn bị vào bắt đầu combat cùng đồng đội. Rồi rồi, mới xong rồi. Em có kia hồi máu à, đang hồi máu à. Đây, Phi Phai cuộc chiến sinh tồn. Sau khi bị anh trai phát hiện mình là chúa tể Phi Phai thì ngay lập tức cô em gái liền mất kết nối và thoát ra khỏi game khi chưa kịp hồi đầy cây máu để tiếp tục combat cùng với đồng đội. Được biết nghi thức này là dùng để cho các game thủ nhí Phi Phai chào hỏi nhau mỗi khi vào sảnh chờ, và khi gặp nhau ở ngoài đường thì các game thủ nhí này cũng có thể dùng nghi thức triệu hồi này để giao tiếp với nhau mà không cần nói với nhau một câu gì, nhưng đối phương vẫn có thể hiểu, hay còn gọi đây là thần giao cách cảm. Cô bé là một fan chân chính của Phi Phai nên đã mở tivi lên và tập nhảy uốn éo theo nhịp điệu của bài nhạc. Trong khi đó có lẽ anh trai là một fan của Skibidi nên đã chạy từ trong toilet ra và bắt quả tang em gái mình, khiến cô bé ngại ngùng mà ôm mặt chạy trốn. Một vài bình luận đáng chú ý mà cộng đồng mạng đã để lại ở bên dưới video: đang hồi máu thì bất ngờ bị địch phát hiện nên phải bỏ chạy đây mà. Em gái thì fan Phi Phai, còn anh trai thì là fan của Skibidi Toilet. Xóm mình cũng nhiều trẻ bị vậy nè, hiện tại đang vào mùa bệnh nên chưa có biện pháp ngăn chặn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.